Chào cả nhà đã trở lại kênh của Linh. Hôm nay thì mình vẫn ở thành phố Verona và đi lại nhà của nàng Juliet, tiếp tục hành trình dở dang của cái clip vừa rồi. Nếu cả nhà chưa xem thì hãy vào kênh của Linh và xem cái clip đó nhé. Khi mà đến ở cái thành phố Verona này đó thì mọi người nên đi tham quan năm cái điểm để Linh nhớ nha. Đó là nhà thờ lớn Verona và đấu trường La Mã, cái nhà hát La Mã đó là Roman Arena, Linh có quay cho mọi người xem. Và quảng trường Pisa Della Erba, cái lần này chắc Linh không biết có đi qua cái chỗ đó hay không. Có thể Cô Linh đi này qua nhưng xách mà một Linh cái cũng giỏ không một nhận cái dĩa ra. bánh pizza Và bây giờ nóng thì luôn. Linh nói với cả nhà đó, Linh mình đi thăm một cái nơi rất là nổi tiếng, đó là ngôi nhà của nàng Juliet. Còn cái thánh đường San Marcello gì đó, Linh đọc cái tên không có đúng hả? Giờ này mình đi Ừ, ở cái đây á, đó cái thì không khí là chắc mình nhớ cũng Sài không có Gòn thời dễ gian sợ để luôn, đi tại vì tham quan cái nó chỗ này rồi. có gió nhưng mà nó Linh nóng nghe á. nói là ở đây cũng có cái món đặc sản, bánh rất là nổi tiếng, đó là bánh Xe đi Pandoro. dạo quanh thành Nếu mọi phố. người thích ăn ngọt thì có thể thử cái bánh này, vì nó làm bằng bột nè, còn rắc thêm đường nữa, nghe nói là dùng lạnh. Tụi Linh đang đi tìm tới cái chỗ nhà của Juliet. Thật ra đây là một cái câu chuyện truyền miệng thôi, không có thật. Nhưng mà vì nhờ cái câu chuyện đó và nhờ cái vở kịch Romeo Juliet của Shakespeare thì thành phố này bắt đầu trở nên nổi tiếng. Thì bây giờ mình đi tìm cái chỗ đó thôi. Lần trước thì tới rồi nhưng mà lần này thì quên mất rồi, nó nằm ở chỗ nào. Lúc đó Linh còn lơ mơ, lúc đó còn ở Việt Nam mà chưa có qua đây để định cư đâu. Ở sau đây chưa có qua Hà Lan để định cư, chỉ để qua đây đi chơi thôi, cho nên không có rành gì hết. Bây giờ mình tự mò lại cũng hay ha. Phải đi hỏi tiếp cả nhà. Hồi nãy hỏi các người trong tiệm bán đồ á, họ chỉ nhưng mà họ cũng không biết tiếng Anh á, cho nên họ chỉ mình cũng không biết đường đâu mình đi nữa. Park Evans. Verona được UNESCO công nhận là một di sản của thế giới với nhiều di tích lịch sử và văn hóa. Ở đây thì Này. bạn sẽ rất là thích thú khi được chứng kiến những Jacqueline thứ House. opera nổi tiếng bên trong cái đấu trường Arena. Tuy nhiên lần này thì mình không có dịp may mắn đó, thì mình đến vào một mình chỉ là cái kế hoạch của tôi là chỉ đi ngang qua thôi chứ không phải ở đây, vì trước đây mình cũng có đến và vào phía trong xem rồi, và lúc đó là người ta có trình diễn phía trong. Tuy nhiên lần này thì mình không có rơi vào cái thời điểm đó, cho nên chỉ giới thiệu cho các bạn cái quang cảnh xung quanh của thành phố này mà thôi. Ở đây thì cũng là một cái vùng sản xuất rượu rất là nổi tiếng, Vanvolisilla. Mình có thể thử cho những cái quán rượu ở mấy cái nhà hàng ở gần xung quanh. Linh thì chắc không thử lần này rồi, tại vì anh xã Linh còn ở đâu đâu á, còn chưa biết bao giờ hai vợ chồng mới gặp nhau nữa, cho nên không có uống rượu. Ẩm thực ở chỗ này cũng phong phú lắm cả nhà. Thì ở đây họ có đặc sản là ngựa đó, chút xíu chắc có thể ăn thử không ta, nhưng mà Linh nghĩ là Linh chắc không ăn đâu. Mình có thể đi, như Linh nói là mình có thể đi từ Roma hoặc là Milan tới đây là khoảng 1 tiếng rưỡi cho cả nhà. Trời đẹp thích hết tụi con ha. Cái nhà hát này á, thì nó nằm ở chính giữa trung tâm. Mình đi đến đây thì nó sẽ đập vào mắt của mình ngay. Nếu mà người đến cái thành phố này thì hãy sắp xếp thời gian tốt hơn gia đình của Linh, để mọi người có thể vào trong cái nhà hát xem những cái vở diễn của họ. Cả nhà nhớ nhé, là ở những cái thành phố lớn hoặc là những cái nơi như thế này nè, thì họ sẽ Hai đứa có đóng muốn chụp cửa hình vào đây ngày không? thứ hai.
Và những cái ngày khác hầu hết các điểm tham quan và bảo tàng thì lại được mở cửa tự do vào những ngày chủ nhật đầu tiên của mỗi tháng. Hiện giờ thì chỗ này đang sửa chữa cho nên nhìn nó hơi lu bu một tí. Nhà Linh đã đi xa cái nhà hát Arena rồi. Bây giờ tụi Linh đi lại nhà của Romeo Juliet. Đường đi cũng hơi xa đó, tại vì người ta chỉ đường, có một người chỉ bị sai á, cho nên Linh đi hơi sai. Cả nhà ơi, nhìn cái mặt Linh luôn, em vui luôn phải không cả nhà? Mới có chưa có một tuần nữa nha cả nhà. Mặt mày ghê quá ghê rồi. Tưởng là có mô lớn nhưng mà cuối cùng là mình chưa có cái mô nào luôn. Mấy cái này mua về để làm kỷ niệm dán vào tủ lạnh. Sách cũ. Lại thấy một cái bức tường thành khác. Không biết đó là cái gì, nó có liên quan tới Arena không? Chắc là cái thành để con lên nó muốn vào đâu thôi, vào đi coi thử. Ba má con của Linh nãy giờ đã trải qua nhiều con phố sầm uất và nhiều cái shop bán quần áo. Linh thì rất thích mua quần áo Ý, không phải là vì cái thương hiệu của nó, tại vì Linh thật ra cũng không có phải là người vung tiền vào những cái sản phẩm xa xỉ vì đó không phù hợp với kinh tế của mình. Linh thích, thật ra là Linh thích du lịch hơn. Nhưng mà đến Ý thì Linh hay mua đồ, mua những cái thương hiệu gọi là bình dân thôi chứ cũng không phải cao cấp gì đâu. Nhưng mà Linh thích là tại vì cái người Ý nó không quá cao cho nên nó rất là phù hợp với lại cái vóc dáng của Linh. Nếu mà các bạn nữ mà có cái vóc dáng tầm cỡ của Linh cao hơn một tí á nha, Linh không có nói thế hệ bây giờ đâu, tại vì cái thế hệ bây giờ cái dáng của mấy em quá đẹp. Cái thế hệ của mình á, tròn tròn nhỏ nhỏ như Linh á, qua Ý mua đồ sẽ thích hơn ở Hà Lan nhiều, tại vì nó phù hợp với lại vóc dáng của mình lắm. Tới cái khu nhà của nàng Juliet rồi. Sao mà kỳ vậy ta? Chắc là trong cái trí nhớ của mình á, cái gì á nó cũng đồ sộ hơn. Cái gì mà nó xảy ra trong quá khứ nó cũng đẹp hơn cái hiện tại mà mình đối diện. Tại vì khi mà Linh lần đầu tiên Linh tới đây, Linh nhớ là cái tòa nhà của nàng Juliet lớn lắm cả nhà. Cao rộng lắm. Chắc là tại vì Linh đọc truyện, Linh xem phim và Linh đã tham gia cái vở kịch này rồi. Cho nên trong đầu của Linh, Linh vẫn còn tưởng tượng là cái nhà của Juliet nó lớn lắm. Nhưng mà lại đây là mình thấy một hàng người xếp hàng rất là dài luôn để đợi. Không biết tới khi nào mới đến cái lượt của mình luôn á cả nhà. Linh thử Linh để thử xem là bao nhiêu phút thì mình đến được cái chỗ này nha. Du khách thì tới đây rất là nhiều. Và cái thành phố này á, nếu mà người đi Ý á, hãy thử đến nơi đây một lần đi.
Tại vì cái clip của Linh á, Linh quay nó cô động, nó không có nhiều thời gian và Linh cũng không có tham quan hết cái thành phố này. Cho nên mọi người thấy trong clip thì những cái cảnh quan nó ít chứ nó không phải là nhiều. Nếu mọi người mà tra Google thì thật sự là cái thành phố này nó rất rộng lớn, có nhiều cái kiến trúc rất là độc đáo. Và mọi người, Linh nghe nói là thức ăn ở đây cũng rất là ngon. Mọi người là nên thử đến đây một lần đi nha cả nhà. Tại vì cái mấy thành La Mã, thành Rome nè, rồi mấy cái giống như Venice, rất rất là nhiều người du khách đến đó rồi. Thì nên đến đây đi. Tại vì cái đoạn đường từ đây đến Rome nó cũng không có xa lắm. Nếu mọi người đến Rome thì đến cái thành phố này đi, nó có một cái sự lãng mạn khác vì nó có một cái dòng sông chảy dài qua. Đó, cả nhà thấy chưa, người ta đứng đứng đến đây và Linh quay á, tại vì không có dám đưa cái máy của mình lên cao cho nên mọi người chưa có thấy cái hành động, với lại Linh cũng hạn chế quay cái hành động đó tại vì Linh sợ khi mà người ta coi cái YouTube của mình á thì người ta sẽ ngại là những người sắp hàng đến đây để chờ sờ ngực của nàng Juliet. Vì vì sao mà sờ ngực thì Linh cũng không hiểu luôn á nha. Linh không biết tại sao họ lại sờ ngực nàng Juliet. Mà ai sắp hàng đến đây cũng làm cái chuyện đó hết. Mình thì thôi đi, mình lớn rồi mình cũng không có, mình không có làm cái chuyện đó đâu. Nhưng mà thấy buồn cười. Và vì cái hành động như vậy á, thì cái nàng, cái tượng mà tượng gọi là tượng tượng cũ của nàng Juliet nó bị hư hại rất là nhiều. Và người ta đã thế bằng cái tượng mới. Hiện tại mình thấy cái tượng đồng mới đó cả nhà. Xéo xéo với cái nhà của nàng Juliet á, là một cái tiệm kẹo rất là lớn. Cả nhà hiểu rồi đó, khi mà mình đi chơi với trẻ em á, thì tụi nó chắc chắn là phải ghé vào cái tiệm đầy màu sắc như thế này. Và cái họ trang trí ở đây cũng nhìn cũng lạ mắt. Thường là nếu mà ở cái tiệm khác thì họ chỉ bỏ vào những cái khay nhựa thôi. Nhưng mà ở đây thì họ để trên mấy cái vại rượu. Nhìn rất là đồ sộ luôn á cả nhà. Giờ thì mình đứng mình nhìn hai em chọn lựa và sau đó thì trả tiền thôi. Hai em được phép chọn một vài thứ nhưng mà không được chọn quá nhiều, chỉ là chọn mỗi thứ một ít để ăn cho vui miệng thôi, chứ lại kẹo mà ăn không tốt đâu cả nhà hả? Đẹp quá. Tụi con ngồi đây nghỉ, má đi qua đó, má quay phim cái nha. Ở đây ngồi được, má cũng ngồi mà. Mình thấy con người mặc áo dài. Má đi qua bên đó, má quay cái nha. Má đi qua đó, má quay cái nha. Người chờ má chút. Để đá với đi tù. Cô mặc áo dài đang đi tới. Mình phải quay cô lên chứ. Chào cô. Chắc cô đó cũng bất ngờ khi mà thấy mình là người Việt. Trời đang mưa cho nên mấy cái chỗ này họ đã dẹp hết rồi. À, Linh thấy ở đây có bán mặt nạ nữa nè. Mặt nạ này thì ở Venice bán nhiều. Hồi xưa Linh cũng mua một cái. Mà nó thật ra mua về để treo trong nhà thôi chứ có làm gì đâu. Mưa quá cho nên người ta dẹp hết rồi. Sợ mưa giống như hôm trước quá cả nhà. Mấy cái áo này
nhìn cái chất liệu ren không biết có phải là kiểu Ý không mà là của nước nào. Bình thường ngày xưa thì mình qua mấy cái chỗ này đi mua đồ thì mình nghĩ là đồ đặc trưng của nước Ý, nhưng mà sau này nó trà trộn nhiều quá, hoặc là những cái thành phố khác đó, nó trà trộn nhiều quá, cho nên mình còn không có thích mua đồ lưu niệm nữa. Lần đầu thì đi mua cho nó vui thôi, còn lần thứ hai thứ ba nó trở lại rồi thì không mua nữa. Trời ơi, con Linh nó sợ, nó đứng nó đợi Linh kìa. Phương nó quá. Linh cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh. Nếu mọi người thích clip của Linh thì làm ơn hãy share, like và subscribe cho Linh nhé. Bây giờ Linh sẽ tiếp tục hành trình của mình đến một cái thành phố khác đây. Cảm ơn cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà lần sau nhé. Bye bye.